bên trong. Đi kỹ thuật đi này. Đi khung mày nó mảnh hơn cái này đúng không? Chắc là vẫn thế. Em vẫn đi trên một đường thẳng đúng không? Cũng vẫn là đi trên một đường thẳng. Thế khung bên trong. Đẩy lên, đẩy xuống. Kéo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cứ đi thế, sau khi đẩy lên đẩy xuống không nhấc kim à, không nhấc kim. 1, 2, 3 trong kiểm à. Đi nhẹ thôi thôi. Ẩm mí hạn chế lâu. Lâu nhiều quá nó lên mực linh tinh luôn. Sau đấy thì là lau nhiều quá người ta sẽ rát. Nhiều khô nhanh nhỉ. Ẩm lý thì chấm ít mực một thôi. Còn dưới khi mực nó lên ra quá là khó đi. Càng về đầu mắt càng nhỏ dần. Thank you.
đi một lượt biết luôn. Trên người thật nó không dễ như vậy đâu. Trên người thật không cho em đi đi lại như ba lượt hay sao nhỉ? Nhiều đi luôn nữa. Thời gian này đó, mình đi như vậy. Sau đấy thì thấy chưa đều chỗ nào còn thiếu thì mình đi tiếp mà. Cứ đi như vậy, kỹ thuật đi là như vậy.